Chào mọi người nhá. Nay mới về con động cơ đẩy thuyền câu này. Đấy. Đây này, đây có cái map của nó này. Mini Cota này. Đấy. USA này. Mẹ Siri này. Đấy thì nói giới thiệu qua cái con này nhá. Con này là nó có cái tay cầm này, cũng là tay lái luôn này. Đấy, cũng là tay lái luôn. Đấy, có thể rút dài ra nhé và có thể quay được. Quay được thì nó có quay lùi này là 3 cấp, quay lùi này, quay tiến là 5 cấp. Đấy. Đấy, có thể ấn vào tùy thích. Đấy, rút ra tùy thích. Đấy, thì này là nhìn rất còn rất là mới, đầy đủ phụ kiện, nên chắc là do vận chuyển nên là nhìn nó hơi xước xát một tí, nhưng mà nó rất là chắc chắn. Đấy, có các cái điểm hãm này. Đấy, có cả cái giá này là phần này là quan trọng nhất con này nhé. Con này là hãm để hãm vào thân nhé. Cái này có thể nâng lên nâng xuống được tùy vào các cái vùng nước nông nước sâu. Đấy, cho mọi người. Đấy, thì có thể nâng lên nâng xuống hãm lại. Đấy, nhưng mà đặc biệt là vẫn quay rất nhẹ nhàng nhé. Đấy, thì đây là cái điểm này là hãm vào thân thuyền này. Thành thuyền có thể là dày được tầm độ 10 phân, ướm tay thôi 10 phân. Đấy, thì là hãm được. Nhìn rất chắc chắn. Đây này, nó còn có các chức năng nữa. Bom như này này, có thể bẻ để điều chỉnh cái góc của nó, có thể vuông thẳng được. Đấy. Khác nước luôn. Đấy. 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 Đi xuống xem tí một chút về phần cánh quan này. Đây này, động cơ này. Động cơ này như hôm trước là mở một con của Yamaha ra là nó là động cơ là 4 chồi than. Nằm 4 góc ở trong này. Đấy, động cơ rất là lớn luôn, dài tầm 40 phân. Đấy, còn đây là chân vịt này, cánh lái này. Đấy, motor rất là êm. Đây là chân vịt này. Đấy, tất cả là đều làm bằng nhôm nhẹ nhàng. Đấy, và cái bộ điều khiển của nó là nằm ở trên này. Bộ điều khiển nằm trên này thì sẽ là nối cái phần dây điện chạy xuống cái củ motor điều khiển. Dưới này thì cái này thì chắc chắn là chống nước toàn bộ luôn đấy. Để cho các bác chạy thì dùng đi biển, đi câu các thứ này rất là ok. Đấy, còn đây này cũng là tem mác thôi. Đấy, cái mã của mày. Rồi, đấy, thì bây giờ mình đang đấu cái điện 24V thử bằng một cái bình nhá, bình pin nhá. Bây giờ quay thử cho mọi người nhá. Đây, quay thử này. Đây là tiến này. Đấy là mức này là mức nhẹ nhé. Gió thổi rất mạnh luôn. Để ý mọi người kiểu gì cũng nghe được cái âm thanh của nó. Nó quay là nghe cái âm thanh của nó, nó biết nó mạnh như thế nào. Cho gần tới cánh quạt để nghe cái âm thanh của nó. Đấy, bây giờ nhé, tốc độ nhé. Đấy, tăng dần nhé. Đấy, đây là quay lùi này, quay lùi 3 cấp này, giờ quay tiến nhé, quay tiến 5 cấp nhé, rất mạnh. Đấy. Đấy. Cực kỳ mạnh luôn nhé, mạnh. Nhưng mà cái con này thì dành cho các bác chạy thuyền câu nhé, chứ nó không được như các cái dòng động cơ xăng đâu ạ. Dòng động cơ xăng thì chạy là bay nước, nhưng mà cái con này thì là chức năng của nhà sản xuất, nó người ta làm ra thì nó chắc là dành cho các bác là thuyền câu du dưa thôi. Đấy, nhưng mà thấy cái tốc độ như thế là cực kỳ rồi, cực kỳ mạnh, là ok rồi. Đấy. Đấy, quay tiến lùi. Cái này là mình có thể là chạy các cái thuyền, thay vì phải chạy bằng tay chèo thì dùng cái này là rất ok luôn. Đấy, gọn nhẹ và tiện lợi. Đấy, thì tổng thể của cái bộ động cơ đẩy thuyền điện. Đấy, cho các bác xem rút được thì tiện lợi hơn nhé. Rồi, cảm ơn mọi người nhé.